anh lại xuất hiện trong đội hình này? À, thật sự thì anh phải đưa con bé nữ lên núi rồi. Nhưng mà phải có liên quan gì chứ? Anh nghe nói con bé nữ lên núi nó chưa xuống được, tại anh bít đường núi rồi nên nhưng anh mà... thế nó. Nhưng mà hai bạn nam này là cũng thân với bạn nữ kia lắm á. Dạ, thấy thân quá trời mà. Không, không thân bằng đâu. Tại bạn nam bên đây từng lấy tiền của hoàng mặt. Trời dạ, con mới nói gì. Không biết nói gì hát con. Đó, con giờ con không biết hát gì nữa. Không biết hát gì hả? Dạ. Hả gì? Giai đoạn giảm này cái đầu mình không được linh hoạt lắm. Dĩ nhiên rồi anh giảm tinh bột. Thì tinh bột là chuyển qua glucose mà. Thì không có lên não á. Cho nên là mình sẽ ấy tí. Nên mình ngồi số 1 thì mình thắng cái cho nên số 5 được không? Sữa trái cây lúc Manto, vị ngon thật wow, nâng cao miễn dịch. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Nhanh Nhân Chơi. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Đêm nay chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị nhiều tiếng cười và chúng tôi sẽ có một bộ câu hỏi nó sẽ nhẹ nhàng hơn một tí vì hôm nay là nghệ sĩ cũng tham gia chương trình, cũng có gửi thư về chương trình. Dạ. Là mong chương trình là nhẹ tay tí cho nhiều câu hỏi nó nhẹ nhàng tí. Dạ, có không anh? Rất nhẹ nhàng. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với những nghệ sĩ tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, đội A đó là Quỳnh Thi, Anh Hoàng Mập và Kim Hải. Xin mời. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, trong đội hình của mình á là có một bạn nữ nữa, nhưng mà không biết hôm nay sao bạn nó không có mặt mà lại có một bạn xem nữa đó là anh Hoàng Mập. Thì tại sao anh lại xuất hiện trong đội hình này? Thật sự thì anh phải đưa con bé nữ lên núi rồi. Nhưng mà phải có liên quan gì chứ? Anh nghe nói con bé nữ lên núi nó chưa xuống được, tại anh bít đường núi rồi nên anh thế nó. Nhưng mà hai bạn nam này là cũng thân với bạn nữ kia lắm á. Dạ, thấy thân quá trời mà. Không, không thân bằng đâu. Tại bạn nam bên đây từng lấy tiền của Hoàng Mập. Rất nhiều anh. Là đóng phim cho anh hả? Đúng rồi. À, anh phải nói rõ em lấy tiền trên công sức mồ hôi là công việc. Là anh Hoàng là sản xuất rất là nhiều phim. Thì ảnh là miệt mài. Thì quý vị khán giả thấy mình đóng phim thì nhiều khi quý vị thấy là cái vai đó hay chứ quý vị không biết là sao ông kính cũng nhiều cái cực khổ. Nhưng mà cực khổ đó nào bằng tiếng cười, nào bằng cái sự yêu thương của quý vị, đúng không? Thì ngày hôm nay thì gia đình mình này cũng sẽ gặp một gia đình khác. Nhưng mà mấy đứa bên kia nhỏ xíu à, mới lớn ngày hôm qua, đẻ ngày hôm kia. Bé không hả anh? Còn bên mình thì dù gì cũng có sống lâu đó. Sống lâu. Thì dạo này là anh Hoàng là cũng đang trong chế độ giảm cân để cho đảm bảo sức khỏe để còn làm nhiều bộ phim mới. Thì hiện tại anh đã giảm được bao nhiêu ký rồi? Xém 20 ký rồi. Gần 20 ký. Nhiều quá, rất nhiều. Nhiều cho anh, nhiều quá. Là từ khi anh giảm cân thì anh mới mặc mấy cái đồ vậy nè. Chứ bình thường là thật sự thì anh mặc đồ 5XL là gì hả? Bây giờ anh mặc được 4XL rồi nè. Dạ, yeah. Chúc mừng anh. Hồi xưa là anh thường mặc mấy đồ mà gọi là thiết kế riêng, là cái đồ dài cũng không dài mà ngắn cũng ngắn, rồi chung một màu đó. Hôm nay thì quần tây, áo sơ mi và đặc biệt là đôi giày. Nó vẫn còn lố lố gì kìa. Nhưng mà sao? Cái này là anh mua hai đôi để anh mang giày hay sao? Thấy hai đôi giới còn khác nữa anh vậy hả? Đôi giày để nó ăn với bộ vest. Đó, anh bộ vest anh thiết kế là một bên màu này, một bên màu này. Ở trên dưới, anh đi theo nó. Rồi xong xuôi giờ rồi sáng đi anh gấp quá, đáng lẽ là rút đôi giày màu trắng. Mà anh rút sao ra đôi giày màu này. Để trong hộp đó, anh rút đi. Tức là may mắn cho anh em mình á, là tức là khi mình mập lên á thì bộ đồ có thể mặc không được, nhưng mà đôi giày vẫn mang bình thường. Đúng. À, vẫn mang đôi giày, vẫn mang bình thường. Hên nó không có mập với cặp giò chắc không mang được giày, nó kỳ lắm ha. Cũng hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ giành chiến thắng. Mời vào vị trí A. Kính thưa quý vị, bây giờ thì xin giới thiệu đội B, đó là Nguyễn Huy, Trấn Hào và Hồ Gia Hùng. Xin mời.
Đây là những bạn trẻ ha, so với bên kia là bậc tiền bối. Dạ. Thì những bạn trẻ thì được cái là cập nhật những cái mà gọi là câu từ hay là xu hướng hay là những cái mà gọi là đố chữ mà thả thính rồi thì dạ. sẽ ấy hơn bên kia. Dạ. Chứ bên kia sẽ ấy bằng. Hả? Thì ngày hôm nay anh em mình có phương án gì không? Dạ. Hay là có nhiêu chơi nhiêu? Dạ, hôm nay chắc tụi em là tùy cơ ứng biến anh hên xui thôi. Vậy hả? Dạ. Phần xui bao nhiêu, phần hên bao nhiêu? Nhiêu ta? 5-5. 50-50. Hên xui, dạ. Nói chuyện đi con, nói chuyện với dưới. Dạ, tại con biết nói gì. Không biết nói gì hát con. Dạ, con giờ cũng không biết hát gì nữa. Không biết hát gì hả? Dạ. Hả về? Hả về? Đó này, đó không nói mà hát không hát. Mời vào vị trí B. Dạ. Thì ngày hôm nay luật chơi cũng như hôm bữa thì cũng vậy thôi. Ngày hôm nay những câu hỏi rất dễ, mình có cần coi trước không ạ? Dạ cần ạ. Hả? Dễ lắm. Thì những câu hỏi mà nó ở đây chắc mọi người cũng biết nhiều á. Thường là giao thừa sẽ là đem bao nhiêu ạ? 30. Dạ 30 ạ. Con nhớ có năm không có 30. Năm nay là năm 30. Năm 30. Năm 30. Và gần chục năm sau thì mới có 30 lại. 9 năm sau. Ghê chưa? Chưa biết luôn. Dạ con chín năm sau. Con không có dùng lịch âm nhiều, con không biết. À con dùng lịch Tây à? À con dùng lịch Tây à? À tên tiếng Tây con là gì? Dạ Tommy. Tommy? Dạ. Tommy Wee. Dạ. Người Việt Nam ở nước ngoài hay dùng cái chữ nước ngoài với lại tiếng Việt mình nữa. Dạ. Con họ gì? Dạ họ Nguyễn à. Tommy Nguyễn. Dạ. Em tên tiếng Anh là gì? Em vẫn là Esther. Esther Lou. Dạ. Dạ. Đó. Hôm nay cho hôm nay nói chuyện rồi hoành sáng ra. Nói chuyện rồi đi anh Quang. Anh là hôm nay là anh phải trụ cột của hai đội đó. Trời ơi. Từ cái lúc mà anh bắt đầu giảm cân là anh có hay ăn những món ăn hồi xưa anh thích không hay là giảm bớt rồi? Thay đổi hoàn toàn. Hoàn toàn luôn. Thế ngày xưa mình ăn phở là ăn 2-3 tô. Trời. Bây giờ ăn nửa tô. Thí dụ ngày xưa ăn gào, ăn mỡ nổi, ăn nước béo. Bây giờ tất cả đó là không ăn nữa. Ăn tái nước trong thôi. Ăn tái và bò viên. Thí dụ như vậy. Đúng vậy, đúng rồi. Đầu tiên là giữ sức khỏe anh ha. Em cũng đang trong quá trình giảm cân cũng mấy năm rồi. Cũng mấy năm rồi. Nhưng mà trong giai đoạn giảm này cái đầu mình không được linh hoạt lắm. Dĩ nhiên rồi anh giảm tinh bột. Thì tinh bột đã chuyển qua glucose mà. Thì không có lên não á. Cho nên là mình sẽ ấy tí. Nên mình ngồi số 1 thì mình thắng cái cho trên số 5 được không? Ủa sao không vậy? Trời, em thấy cái này lên nhanh đó chứ. Phải lên chậm đâu anh bạn. Cái thắng cái nữa lên số 10 đi. Coi như là 1-5-10 vậy đó. À tức là cái lượng đường trong máu của anh thì nó không lên. Mà cái sự ấy thì gian dối thì lên quá ha. Bây giờ chúng tôi mời cặp đầu tiên. Đó sẽ là ai đây ạ? À? Bên đây là Tommy và bên kia David. Yeah. Mời chọn vị trí đi ạ. À. Ai trước ai sau ạ? À? Con muốn sao? Dạ, con muốn sao dạ, con luôn? Con nhường cho chú. Con nhường cho chú. Vậy đó. Rồi lên. Vậy cho khỏe. Bye bye. Đây rất đơn giản. Ngày hôm nay là những câu hỏi vô cùng dễ. Nó nhẹ nhàng thôi, không có gì khó khăn cả. Khả năng ngày hôm nay sẽ có một người mang về 20 triệu đồng từ chương trình. Wow. Giải thưởng cá nhân nếu lên liên tiếp tới vị trí số 10. Sẵn sàng chưa? Dạ. Và bây giờ chúng ta có 2 phút cùng Nguyễn Huy, Tommy, nhanh như chớp.